Những ngày qua, tổ kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đã tiến hành đo thân nhiệt cho toàn bộ khách tham quan và phun khử trùng cho phương tiện trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này cũng đã chuẩn bị các dụng cụ bảo hộ chuyên dụng như áo giấy, ủng, găng tay, cũng như một lượng lớn thuốc chloramin B để kịp thời phục vụ cho công tác tiêu độc khử trùng. Đồng thời tăng cường cán bộ kiểm tra, giám sát cũng như trực tiếp tham gia công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực ra vào cửa khẩu, đặc biệt là đối với người và phương tiện từ bên kia biên giới qua cửa khẩu, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng, kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển hàng hóa nhằm phát hiện và ngăn chặn những nhóm mặt hàng có nguy cơ mang virus gây bệnh. Khi mà phát hiện ca bệnh thì là sẽ lập tức có điện về trung tâm y tế dự phòng tỉnh, có xe chuyên dụng trở về khoa truyền nhiễm của bệnh viện tỉnh. Về mặt truyền thông thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác truyền thông cho các lái xe, các chủ hàng và các cái hướng dẫn viên du lịch để cho tuyên truyền cho nhân dân và bà con hành khách thật là an tâm khi mà có dịch, và thứ hai nữa là biết cách phòng chống cho bản thân và người thân. Hà Giang có đường biên giới với Trung Quốc dài trên 270 km. Do vậy, sự tham gia vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập lậu là yếu tố quyết định trong việc ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm H7N9 vào nước ta. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển gia cầm trái phép qua khu vực biên giới diễn biến phức tạp, nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch gặp không ít khó khăn. Ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi cũng đã xử lý kiên quyết những cái trường hợp vi phạm. Đối với ngành chuyên môn chúng tôi thì cũng đã chỉ đạo đội ngũ cơ thú y cơ sở thường xuyên kiểm tra giám sát dịch bệnh tại các địa bàn xã, đặc biệt là những điểm nóng. Hiện tại, dù các chuyên gia y tế khẳng định hoàn toàn chưa có bằng chứng cho thấy virus cúm A H7N9 có thể lây truyền từ người sang người, nhưng kinh nghiệm đối phó với dịch cúm AH5N1, cúm AH1N1 cho thấy Việt Nam cần cảnh giác cao độ với loại virus cúm gia cầm mới nổi này.